chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với kênh của Ngọc Hồ nha. Hôm nay cùng Ngọc đi xem đường phố Dorchester cả nhà nha. Cùng theo Ngọc đi dạo đường Dorchester cả nhà nha. Hôm nay ta bán ngoài đường á, như là lễ hội ngoài đường phố của mùa xuân vậy đó. Bán đồ ngoài đường nhiều lắm. Mời mọi người xem cùng Ngọc nha. Sợ cái nhà ơi, bắt con mẹ ẩm không à. Con cầm quay giùm mẹ đi. Con quay cầm quay giùm mẹ đi, mẹ ẩm con. Chợ Phú Thịnh, chợ Việt Nam nè. Kem ở Mỹ nè. Ice cream truck. Bên kia cũng có bán ba kẹo Cong Giòn luôn. Hôm nay được đi bộ giữa đường nè. Đó, có mấy cái cầu vệ sinh dài đường.
giờ không có cho xe chạy, cho người ta đi thôi. Công viên nè cả nhà. Đó, công viên nằm trên đường Rochester nè. Quán ăn của Việt Nam mình nè, quán ăn chị tôi nè, quán ra lề đường. Ở đó bên kia còn khúc nữa, nhưng mà thôi giờ còn đi về bồng con không nổi. Đây là mô hình chiếc xe cảnh sát, rồi xe cứu thương, cứu quả cho mấy đứa nít nó vô nó coi á, coi bên trong có gì á. Ok. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video của Ngọc nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Thank you. Bye.